Vào tối ngày 13 tháng 9 vừa qua, đêm chung kết giọng hát Việt năm 2015 đã được diễn ra hoành tráng trong sự háo hức của khán giả xem truyền hình. Phía trong hậu trường, sự xuất hiện của Sơn Tùng MTP luôn là tâm niệm chú ý khi anh là khách mời hát mở màn. Trước khi lên sân khấu, anh đã gặp gỡ, bắt tay cúi đầu chào rất lễ phép với nữ huấn luyện viên Thu Phương. Cả hai đã có cuộc trò chuyện ngắn khá vui vẻ và thân thiết, thu hút nhiều sự chú ý của báo giới truyền thông. The greatest story told, I woke in